Về chữ thì vừa nãy thầy đã demo hai dạng là tròn và thẳng rồi đúng không? Chúng ta còn vài cái ví dụ như là chữ có dáng xiên hoặc là xiên kết hợp thẳng. Xiên thì ví dụ như là chữ X này, chữ V này. Đó. Xiên với thẳng thì có thể là chữ M, chữ N, chữ A chẳng hạn. Thì đây chúng ta sẽ cùng nhau làm mấy cái demo như sau. Ví dụ như là có một thanh thẳng này. Trong trường hợp mà chúng ta làm chữ V chẳng hạn nhé, một đại diện của cái xiên, thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh kéo xiên chứ không phải là lệnh xoay. Nhấp chọn đối tượng, sau đó nhấp thêm một lần nữa thì nó sẽ xuất hiện các cái tay nắm điều khiển để quay hoặc là kéo xiên. Và trong trường hợp mà chúng ta muốn kéo xiên đối tượng thì chúng ta sẽ bấm vào các cái điểm ở giữa như thế này. Sau đó thì chúng ta kéo xiên nó đi. Tuy nhiên là trong cái trường hợp như thế này thì chúng ta cũng phải xác định được cái tâm của nó đã. Đấy. Kéo xiên như thế nào. Khi kéo thì nhớ giữ phím Control. Phím Control nó luôn luôn gượng bức cái góc dịch chuyển là 15 độ. Đó. Đến đây tôi có được một cái như thế này. Tiếp theo thì các bạn có thể là dịch chuyển cái này, thực ra cũng kéo luôn đây, ví dụ dịch thế này thì chúng ta sẽ có đây nhỉ, ngược lại đúng không, chuột phải, nếu cẩn thận ra thì chúng ta sẽ kéo này. Thì chúng ta sẽ có cái nhân bản này, chọn lại cái giữa này, kéo này 15 này thì kéo thả ra luôn, không cần phải nữa, không cần phải 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 nhân bản nữa, hàn vào. Vậy thì mình sẽ có được một chữ đầu tiên chữ V nhá. Nếu kéo tiếp chuột phải nữa, hàn tiếp lần nữa thì có W nhá. Đó, nếu mà muốn làm chữ W, nếu mà lộn ngược lại thì chúng ta sẽ có A đúng không nào. Này. Giữ control này. Kéo sang bên này 15 độ này. Giữ control này. 15 độ này, 30 độ này, chuột phải này. Đến bây giờ control V dán thằng này vào. 90 độ chiều ngang này. Đó. Kéo hạ xuống một tí. Trong lúc kéo giữ control đi để cho nó đừng lắc lắc nhiều. Giữ shift kéo một đầu thu vào. Cho tới khi nào mà nó lọt lòng. Hàn vào chúng ta có A. Với đại loại là nghiêng là thế. MN thì cũng sẽ dùng cái cách gọi là kéo đầu trên kéo đầu dưới. Đó, để chúng ta sẽ hàn vào. Thế còn những cái chữ ví dụ như là U này, B này, P này thì nó kết hợp giữa thẳng và tròn theo một dạng khác, thì ví dụ như sau. Tròn nhé. Tròn nhé, nhân bản hai thằng này chúng ta sẽ combine vào với nhau, vậy chúng ta sẽ có hình như thế này. Bây giờ ví dụ như là mình làm chữ U đi. Đó. Trước hết là vẽ một cái hình hình chữ nhật đi. Nếu mà chúng ta muốn cho nó chuẩn ra thì chúng ta có thể là đặt này. Kích thước thì chúng ta có thể xem chiều rộng này, copy này, sau đó thì chúng ta gắn vào đây cho nó về chiều rộng. Đấy, thì lúc này thì hai thằng nó sẽ rộng như nhau. Đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái thằng này cắt đi nửa thằng dưới này, tiếp tục thu vào cho tới khi nào chạm thằng bên này mình cần. Tương tự như thế thì bây giờ tôi nhân bản này,
cộng này, nhân bản này, sau đó lại chọn thằng này này. Bên này là gì nhỉ? Giống sang bên này là gì? Bên này bên phải đúng không? R đúng không? Đấy, đại loại thế. Khi nào nếu mà hai thằng này chúng ta làm cho nó đúng bằng cái này, thế muốn điều chỉnh thêm về độ cao cho nó vừa phải thì chúng ta sẽ thu theo cái chữ U chúng ta cần cao thấp đến đâu. Đó, việc còn lại chỉ là hàn vào. Đấy, điều chỉnh cố gắng làm sao cho dày bằng nhau. Hàn vào thì nó sẽ vào đúng kiểu. Đấy, đại loại là thế. Thế thì cũng tương tự như vậy, nếu như mà chúng ta làm chữ P, thường thì các bạn vẫn cứ không chuẩn lắm ở trong cái trường hợp như thế này, là các bạn cứ ghép thẳng một cái thanh thẳng vào với cái tròn như thế này thôi. Đó. Nhưng mà thực tế thì chúng ta cũng cần phải làm một số thứ mà nó cũng tương đối là cẩn trọng một tí. Ví dụ một thằng như thế này, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cộng thêm này. Và giống hàng gì đấy ạ? B này. Đó. Thằng này dày như thế này, nhân bản ra đây, xoay 90 độ. Thằng này với thằng này giống hàng vào là left này. Kéo xuống cho tới khi nào chúng ta cảm thấy là được. Thế bây giờ sẽ tiến hành cắt hàng tiếp như sau. Đó. Lấy một thằng này, kéo hết cỡ ra đây đi, chuột phải để nhân bản đi. Dùng thằng to này, cắt thằng gì đấy ạ? Cắt thằng này. Đấy, việc còn lại của chúng ta là gì đấy ạ? Hàn những cái thằng này lại với nhau cho tới khi nào mà nó hợp lý. Thằng này với thằng này, T này là top này, L là left này. Đấy, đại loại nó như thế này thì chúng ta mới hàn vào, nó mới thành một cái chữ tương đối chuẩn được. Cái cách thức thì tôi demo qua về cái chữ là như thế. Thế bây giờ chúng ta quay tiếp sang cái bài thứ hai nhé. Bài thứ hai của chúng ta là chữ GD của logo giáo dục. Nhìn nhận một cách nhanh chóng thì chúng ta sẽ thấy là nó xuất phát điểm là nó nằm trên một cái cung của hình tròn, đúng không? Vậy trước tiên là tôi làm hình tròn này, giữ shift này, thu đều vào tâm này. Hai thằng này combine, vậy tôi sẽ có một hình như thế này. Đến đây vẽ một hình chữ nhật giống hàng CE. Bây giờ giữ shift thu cho tới khi nào mà chúng ta thấy là nó dày tương đương với lại cái độ dày của thằng kia, dừng. Bây giờ giữ control lật sang phải hoặc là sang trái, nhân bản. Sau đó lấy thằng giữa này, cắt đi thằng này, đứt đôi. Đó. Thằng này kéo xuống cho tới khi nào đến giữa. Thằng này thu lại cho tới khi nào lọt lòng. Thằng này do là đã gióng CE rồi cho nên nó cân. Bây giờ việc của chúng ta chỉ là giữ shift thu một đầu, đầu còn lại nó sẽ tự thu đều vào. Việc cuối cùng, hai thằng hai nửa này hàn vào thì chúng ta sẽ có logo giáo dục. Đây là bài thứ hai. Đó. Bây giờ đến bài thứ ba. Bài thứ ba là vòng tròn Olympic. Vòng tròn Olympic thì như chúng ta nói rồi, nó nửa nằm trên nửa nằm dưới cái đối tác của nó. Thế thì bây giờ làm sao để giải quyết được cái vấn đề, trong khi trên thực tế thì hoặc là nằm trên hoặc nằm dưới, không có cái chuyện là một đối tượng vừa nằm trên vừa nằm dưới đối tượng khác. Thế thì bản chất của sự việc là lừa mắt thôi. Để làm sao tạo ra cái cảm giác như thế thì chúng ta sẽ có hai cách để giải quyết. Một là tại một giao điểm của hai đối tượng, chúng ta sẽ phải đặt một cái hình mới đè lên và lấy cái màu của đối tượng nằm dưới để mà lừa mắt rằng là cái đối tượng nằm dưới nó ở đoạn đấy nó vòng lên trên. Hai là chúng ta cắt cái đoạn ở một cái vòng đi để cho lộ ra cái vòng bên dưới. Đây, trước tiên là cứ làm vòng đấy nhá. Giữ control này, vẽ một vòng tròn này, giữ shift này, thu đều vào trong này, sau đó thì chuột phải này, combine này, vậy tôi sẽ có một vòng
kéo dịch nó đi chuột phải, vậy tôi có hai vòng. Đến đây chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng là một vòng làm trên, một vòng làm dưới. Nếu mà tôi đổi chỗ shift và down hoặc shift button up thì thằng nọ sẽ đổi chỗ thằng kia và vẫn là một vòng hoặc là học trên hoặc dưới. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thao tác rất là đơn giản như thế này. Đầu tiên là tôi chọn cái vòng xanh đi, nhân bảng nhé, cộng một cái. Sau đó thì tôi vào object này, vào order này, vào in front of này, tôi chỉ cho nó là lên trên vòng đỏ. Vậy thì lúc này thực ra là có ba cái vòng đúng không nào? Hai vòng xanh và một vòng đỏ. Bây giờ tôi chỉ việc làm một thao tác rất là đơn giản là tôi vẽ một hình mới và dùng hình mới này tôi cắt bỏ một phần của cái vòng xanh kia đi, hủy bỏ tất cả đường viền. À, cái đoạn đường viền này thì tôi quên mất chưa nói với các bạn đúng không? Đây, hủy bỏ đường viền thì chúng ta chuột phải vào đây. Không còn đường viền nữa thì nó sẽ không phân biệt được là đâu là vòng nọ, đâu là vòng kia. Thì đến đây thì chúng ta sẽ đánh lừa mắt rằng là vòng xanh nó vừa nằm dưới vừa nằm trên ở đây, đúng không? Thế bây giờ lại tiếp tục cái logic đấy, đó là cắt vòng nằm trên để lộ ra vòng nằm dưới. Thì bây giờ tôi sẽ dùng chính cái nửa vòng này tôi cắt cho cái vòng đỏ. Thì đây tôi nhắc ra, các bạn sẽ thấy lúc này chỉ còn hai vòng thôi, nhưng đúng cái phần giao nhau giữa hai cái vòng đó thì tôi cắt bớt một nhát đi. Lúc này thì vòng xanh vốn là nằm dưới, nhưng do cái chỗ vòng đỏ này nó bị quyết đi rồi thì chúng ta sẽ thấy là nó lộ ra và chúng ta sẽ có cảm giác giống như là cái vòng xanh nó trèo lên trên cái đoạn đó. Thế còn nếu mà quay trở lại với lại cái cách làm cổ điển nhá, với cái lệnh intercept thì chúng ta cũng có thể như thế này. Đây, một xanh một đỏ nhá. Bây giờ chọn cả hai này, nếu chúng ta sử dụng lệnh lệnh intercept này thì ở đây nó sẽ phát sinh ra hai cái đối tượng đúng không? Đây, tôi tô lại màu khác cho nó nhìn cho dễ nhé. Đấy là hai cái màu mà đúng phần giao nhau. Thế hai màu này nếu chúng ta chọn mà nó phát hiện ra có cái lệnh break này, một đối tượng mà gồm có hai mảnh mà rời nhau ra, chúng ta có quyền break nó đi, tháo rỡ nó ra, bẻ gãy nó đi, vứt một trong hai thằng này đi, thằng còn lại tô màu giống như là gì đấy ạ? Giống như là cái đối tượng mà nằm dưới. Thế đấy, nó sẽ gây ra một cái cảm giác thế. Nhưng mà thực ra thì dùng cả một cái đoạn dài thì nó an toàn hơn. Giống như cái lúc đầu tiên ấy, chúng ta cắt một phần vòng đi nhân bản thì nó an toàn hơn, nó sẽ dễ dàng chấp nhận hơn là như thế này. Thế đây là bài thứ ba nhé. Còn bài cuối cùng này, bài âm dương. Tổng quan thì nó cũng chỉ là các vòng tròn thôi với các tỷ lệ khác nhau. Bây giờ giữ control vẽ một vòng tròn lớn gần nhất. Sau đó thì tôi sẽ nhân bản và tôi sẽ tạo ra các vòng tròn bé hơn. Đầu tiên cộng này, tạo ra một vòng tròn nhân bản này. Đến đây bắt đầu quay trở lại với các tham số làm việc ở trên thanh property. Khóa tỷ lệ nhập vào đây 50%, tôi sẽ có một vòng bé giống hàng T top nhân bản cái vòng bé này, chọn vòng to B bottom nhân bản vòng này 25%, nhân bản vòng này 25%. Xem có thừa thiếu cái điểm nào. Rồi, đúng chuẩn rồi. Đến đây là cái bước chuẩn bị chúng ta xong, nó gồm đủ tất cả các thành phần cần thiết. Thế bây giờ tôi sẽ thực hiện thao tác như sau. Chúng ta sẽ cắt cái vòng này ra. Bây giờ để cắt lấy một nửa, hoặc là thực ra tôi cần hai cái nửa vòng lớn nhé. Tôi cần hai nửa vòng lớn thì chúng ta sẽ làm như sau.
vẽ đại ra một hình chữ nhật đi. Tại vì tôi lại chưa nói với các bạn về cái cách vẽ đường, thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ bằng hình thôi, giải quyết bằng hình. Đó. Làm thế nào để đảm bảo rằng cái này nó đi vào đúng cái vị trí của đường? Thực ra thì cũng có cách, tức là bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái view này. Trong view này thì chúng ta bật các cái chế độ, ví dụ như Dynamic Guide hoặc là các cái chế độ Snap. Đấy. Để cho nó tự động bám vào các cái vị trí đặc biệt ở trong hình. Tuy nhiên bây giờ không cần dùng đến cái thằng đó, chúng ta sẽ chỉ dùng những cái gì chúng ta đã nói thôi. Đó. Bây giờ làm sao để cắt được một nửa? Thì tôi sẽ làm như sau. Lật cái thằng này, chuột phải. Vậy thì tôi có hai hình chữ nhật bằng nhau đúng không? Giống nhau. Bây giờ hai hình chữ nhật này chọn vào với nhau, group tạm thời nó sẽ trở thành một tổng thể to gồm hai nửa bằng nhau. Lấy hình chữ nhật này đưa xuống dưới cùng, shift bắt đầu đưa xuống dưới, sau đó chọn tiếp cái hình to. Sau khi chọn xong CE thì nó sẽ chắc chắn là trung tâm. Và lúc này thì cái cạnh của cái hình chữ nhật này đúng là nó sẽ nằm vào giữa rồi, đúng không? Thế bây giờ nếu như mà tôi cần hai nửa thì hoặc là tôi sẽ sử dụng lệnh cắt. Đây, lệnh cắt thì bây giờ ungroup ra. Đó, bỏ một thằng này đi, không cần nữa. Lấy thằng này cắt cho thằng này. Thì tôi sẽ có một nửa, đúng không? Bây giờ cần một nửa nữa thì làm sao ạ? Lật nốt sang đây. Vậy tôi có hai nửa rồi. Thế bây giờ tôi sẽ làm tiếp như sau. Chọn hình to này. Bây giờ nó sẽ là hai cái thao tác ngược nhau. Cứ cắt bên phải thì sẽ hàn bên trái. Đấy. Và ngược lại là cắt bên trái thì hàn bên phải. Tại sao lại cắt với hàn như thế? Đây, chúng ta nhìn nha. Một nửa đen này. À, đen thì hơi khó nhìn, vàng đi. Một nửa đỏ nhé. Đưa xuống dưới cùng đi. Đó. Bây giờ tôi có một vòng này. Bây giờ vòng này là màu xanh này, vòng này là màu xanh này này, phân biệt một tí. Cái này mà cắt bên này thì làm sao ạ? Chỗ này sẽ bị khuyết đi đúng không? Nhưng nếu cái này mà hàn vào với cái thằng này thì sao? Lại theo thằng này. Đấy, tương tự như vậy, lấy thằng này, cắt thằng này. Cắt xong thì lại hàn với thằng này. Việc còn lại chúng ta chỉ việc là làm sao đây ạ? Đảo màu cho nó ra được cái nửa nọ nửa kia. Đấy, và chuột phải vào đây, hủy bỏ cái đường viền. Cuối cùng thì group lại với nhau. Thì chúng ta sẽ có cái hình âm dương với lại hai nửa âm dương như thế này. Thế thì các bạn xem lại một chút xem các cái hướng dẫn như thế này thì có bất cứ cái gì mà nó trượt ra khỏi những cái vấn đề mà chúng ta đã trao đổi với nhau không ạ? Toàn bộ là nằm ở trong đấy cả đúng không? Vấn đề là chúng ta vận dụng nó như thế nào thôi. Vận dụng nhanh, vận dụng chậm, vận dụng có sáng tạo hay không thôi. Đấy, hoặc là cũng có thể là chúng ta cũng chưa, nếu vẫn còn vướng thì thường là chúng ta cũng chưa gọi là tiếp cận nó một cách thật nhuần nhuyễn thôi. Chứ còn về công cụ, về lệnh, về những cái kiến thức mà chúng ta áp dụng ở trong cái đài bài này thì tuyệt đối rõ ràng là chúng ta kiểm nghiệm lại, không có cái gì trượt ra khỏi cái vấn đề mà chúng ta đã trao đổi với nhau. Đấy. Thế thì bây giờ chỉ có cái điều là làm nhiều hơn nữa để cho nó nhuần nhuyễn. Và tôi cũng xin nói luôn là với cái cách làm ở trong thiết kế đồ họa nói chung hoặc là Corel như thế này thì thực ra một cái kết quả thị giác chúng ta nhìn giống nhau nhưng mà cũng có thể là làm với nhiều bước rất khác nhau cùng ra được cái kết quả như thế này. Đấy. Nếu như mà chúng ta học thêm một hai cái công cụ hoặc là một hai cái khái niệm nhỏ nhỏ nữa thì trên tổng quan vẫn như những cái bước vừa rồi chúng ta làm thôi, chúng ta vẫn có thể là làm các biến thể khác nhau ra. Đấy. Một cái hình như thế này nếu mà nhẹ ra các bạn có thể thực hiện nó độ khoảng 3 cách khác nhau. Tất nhiên cái bước đầu tiên là cái bước mà chuẩn bị nằm ở vòng tròn là tuyệt đối giống nhau. Đấy. Tại vì đấy là nó cơ sở rồi.
Thế còn cắt như thế nào, chia như thế nào, lật như thế nào, xoay như thế nào, cắt cái gì, hàn cái gì, các bạn ít nhất là các bạn nếu mà nắm tương đối kỹ về cái logic làm việc một chút thì ít nhất là các bạn có thể xoay trở ba phương pháp khác nhau với các bước, tất nhiên là có những biến thể khác nhau trong từng bước. Đấy. Còn nếu mà nhiều ra thì có thể là đến độ khoảng 6-7 cách, mỗi cách có một biến thể nhỏ nhỏ ở trong các bước làm. Đấy, thì như thế thì khi mà chúng ta lật đi lật lại vấn đề, áp dụng thử lệnh nọ, áp dụng thử lệnh kia, cái này làm trước cái kia làm sau, thay thế một cái thao tác này bằng một thao tác khác, thì các bạn có thể là có rất là nhiều cách để đi đến cùng một cái kết quả. Tất nhiên có cách nhanh, có cách chậm, có cách chính xác tuyệt đối, có cách thì nó kém chính xác hơn một tí. Đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta trải nghiệm nhiều cách khác nhau thì cái tư duy làm việc của chúng ta nó sẽ đa dạng hơn, cái cách mổ xẻ và phân tích vấn đề của chúng ta nó sẽ nhạy hơn, và khi nhận được một yêu cầu chúng ta cũng sẽ dễ dàng tìm được cái cách tiếp cận ngắn nhất và hợp lý nhất để mà giải quyết ra được cái yêu cầu khách hàng nêu ra cho chúng ta. Đấy, thì do đó thì cái cách làm thì cố gắng, các bạn luôn luôn cố gắng là lật đi lật lại vấn đề xem có còn cách nào giải quyết được ra cái hiệu quả như thế hay không, có cách nào nhanh hơn hay không. Đấy, thì đấy là cái cách mà các bạn cần phải tập làm rất là nhiều để tìm được cái phương án tối ưu nhất.